Câu lạc bộ 13 năm tuổi gây ấn tượng tại Champions League. Rạng sáng mùng 3 tháng 11 giờ Hà Nội, Leipzig chơi thăng hoa để đánh bại Shakhtar Donetsk 4-0, qua đó cùng Real Madrid dự vòng 16 đội. Shakhtar từng thắng Leipzig 4-1 ở lượt đi. Đến lượt về, đại diện Ukraine tràn đầy tự tin khi có lợi thế sân nhà và cần một trận thắng với tỷ số bất kỳ để đi tiếp. Thầy trò huấn luyện viên Igor Zubicevic nhận kỳ vọng lớn lao nhưng lại có màn trình diễn bạc nhược. Shakhtar bị Leipzig áp đảo trong suốt 90 phút và để thủng lưới đến 4 lần. 3 điểm trên sân khách giúp Leipzig giữ vị trí thứ hai tại bảng F với 12 điểm, chỉ kém một điểm so với đội đương kim vô địch Real Madrid. Câu lạc bộ Bundesliga khởi đầu vòng bảng với 2 trận thua nhưng đã vùng lên mạnh mẽ với 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng Real 3-2 ở lượt đấu áp chót. Leipzig là câu lạc bộ Đức thứ 4 có mặt ở vòng knock-out Champions League mùa này sau Bayern, Dortmund, Frankfurt. Trong khi đó, Shakhtar sẽ phải xuống chơi tại Europa League. Ngay phút thứ 10, Christopher luôn cú chớp, cơ hội đá bùi tung lấy chủ nhà sau cú sút không thành công của Timo Werner. Sang hiệp 2, Leipzig tiếp tục chơi chủ động và có thêm 3 bàn vào lưới chủ nhà. Lần lượt Andriy Silva, Dominic Szoboszlai, Dani Olmo thoải mái sút tung lưới thủ thành Anatoly Chubin mà không phải chịu nhiều sức ép từ các hậu vệ Shakhtar. Leipzig sút 9 lần, trúng đích 8 và thu về 4 bàn. Ở chiều ngược lại, chủ nhà Shakhtar xứng đáng bị loại khi không có nổi một lần đưa bóng đi trúng khung thành suốt 90 phút.